Đêm qua và hôm nay mùng 1 tháng 8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Sau đây là dự báo diễn biến mưa từ nay đến đêm mùng 2 tháng 8. Khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và tỉnh Hòa Bình của Bắc Bộ, từ chiều tối ngày mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 8, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, từ chiều tối mùng 1 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 8, dự báo mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra các loại hình như lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá là cấp 1. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các khu vực đô thị. Từ đêm mùng 2 tháng 8, dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý trong những ngày tới.